Mới đây, Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai thông tin đơn vị vừa bắt giữ 3 người giả danh công an để thực hiện hành vi cướp tài sản trên địa bàn thị trấn Ia Kha, Gia Lai. Cụ thể, ngày 8 tháng 11, Công an huyện Gia Lai cho biết vừa bắt giữ đối tượng gồm Tống Minh Chín, sinh năm 2003, Huỳnh Lê Gia Bảo, sinh năm 2007 và Ngô Hoàng Long, sinh năm 2008, cùng trú tại phường Ia Grai, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai về tội cướp tài sản. Trước đó khoảng 12 giờ ngày 1 tháng 11, anh Dơ Cham Lờ, trú xã Ia Hờ Rung, huyện Ia Grai, chạy xe máy đi học. Khi đến đoạn đường thuộc thôn Thắng Trạch Hai, thị trấn Ia Kha, anh L bị 3 người đi trên một xe máy không rõ nhãn hiệu, biển kiểm soát ép xe vào lề đường. Sau đó, một người tự xưng là công an dùng dao đe dọa, yêu cầu anh L đưa điện thoại cùng xe máy. Khi lấy được tài sản, 3 người trên bỏ trốn. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, Công an huyện Ia Grai đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Sau 2 ngày truy xét, đến ngày 3 tháng 11, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng nói trên. Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng công an điều tra làm rõ. Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ có hình phạt xử lý nghiêm dành cho các đối tượng này để làm bài học răn đe, đảm bảo an ninh an toàn trật tự xã hội.